Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta tin tức ngày 26 tháng 4 năm 2022 có nội dung chính sau đây. Lâm Vĩ Dạ, tôi suy sụp vì bị chuẩn đoán nhầm mắc ung thư tuyến giáp. Xác nhận với báo Thanh niên thì Lâm Vĩ Dạ cho biết cô từng bị chuẩn đoán nhầm mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn 4 thời điểm này, nữ diễn viên rơi vào suy sụp và bế tắc Bên cạnh sự nghiệp thăng trầm, đời tư của Lâm Vĩ Dạ cũng gặp không ít biến cố. Một trong những sự kiện gây ám ảnh trong cuộc sống nữ diễn viên chính là việc cô bị chuẩn đoán nhầm là bệnh ung thư. Chia sẻ trong một chương trình, bà xã Hứa Minh Đạt tiết lộ cô từng lâm vào cảnh đứng ngồi không yên sau khi khám bệnh. Bác sĩ cho biết nữ diễn viên bị ung thư tuyến giáp giai đoạn 4, đón nhận tin dữ đột ngột Lâm Vĩ Dạ không khỏi bàng hoàng. Cô tâm sự năm 2021, tôi bị một bệnh viện chẩn đoán nhầm là bị ung thư tuyến giáp giai đoạn 4. lúc đó tôi khá là suy xị sụp mặc dù biết bệnh này không nguy hiểm lắm đến tính mạng nhưng tôi vẫn rất là lo lắng nữ dung viên cho biết bản thân như rơi vào đường cùng tâm lý bị ảnh hưởng lớn cô bộc bạch thời điểm đó tôi mất niềm tin gần như bế tắc tôi chỉ biết cầu nguyện xin cho qua kiếp nạn này các sư thầy biết hoàn cảnh của tôi nên cũng đọc kinh cho tôi liên tục trong một tháng tuy nhiên thì mc tâm đầu ý hợp một phen thở vào khi tái khám cô chưa biết mình bị chuẩn đoán nhầm không hề mắc ung thư may mắn thay là một tháng sau tôi khám lại thì bác sĩ khẳng định tôi không hề mắc bệnh ung thư lầm với dạ chạy lòng sau bao thăng trầm nữ diễn viên cho biết bản thân nhận ra nhiều giá trị tích cực trong cuộc sống. Đó cô bắt đầu tu tập và một lòng hướng thiện Lâm Vĩ Dạ tiết lộ cô đã có duyên làm con của Phật vào năm 2020. Sau đó nữ diễn viên cũng cho hai con trai quy y từ sớm. Tôi luôn hướng các con có đức tin mỗi khi bế tắc trong cuộc sống. Cô nói, từng chia sẻ trong tách sâu Lý Nhã Kỳ Lâm Vĩ Dạ cũng hé lộ về tiện khi về già của mình đó là cô chia sẻ Tôi đi làm lúc nào cũng nghĩ đến có tiền nuôi con chứ không tìm kiếm hào quang sự nổi tiếng Tôi ấp ủ mở một quán cơm chay hoặc là sang hơn là một nhà hàng chay và cả quán chay không đồng Đến năm 40 tuổi tôi sẽ buông bỏ mọi thứ đi tu tu tại gia và đó là thông tin ngày 26 tháng 4 và nếu anh em thấy thông tin này bố thì đừng quên cho tôi một like một chia sẻ một comment và đăng ký chúng tôi